Yo, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một con game mang tên là Lời Nguyền Quỷ Dữ. Thì nó bắt nguồn từ bộ anime Jujutsu Kaisen. Tiếng Việt của nó là cái gì nhỉ? Chú thuật hồi chiến anh em ạ. Đợt trước thì mình cũng có xem review tóm tắt về cái bộ này rồi. Thực ra thì mình mới xem review của mỗi phần 1 thôi anh em ạ. Thì phần 1 mình thấy có 3 nhân vật chính là ông thần này và bà chằn lửa này. Ông này thì đầu tiên là không có năng lực về võ thuật kia gì cả, chú thuật kia thì không có. Đấy, còn Megumi thì có gọi là một tí chú thuật. Còn bà này thì dữ tợn nhất ở trong bộ anime đấy luôn. Thì cái thanh niên Chuchi này vô tình là nuốt một ngón tay của một con quái vật gì đó. Thế là mới biến thành cái thanh niên này. À đúng rồi, con quái vật đấy như tên là Sukuna ấy. Nhìn chung là để kiểm soát được sức mạnh của Sukuna đấy thì thanh niên Yuchi đấy phải học cách để kiểm soát bản thân mình, không để cho phần ác nó xâm chiếm phần thiện anh em ạ. Và để học được chú thuật các thứ thì phải cần tìm đến ông thầy, đó chính là Gojo Satoru, cũng là ông thầy của thanh niên Megumi. Hôm trước vừa xem review phim xong thì hôm nay nhiên lại thấy game chuẩn bị ra mắt, ảo thật đấy. Đây là vào trải nghiệm thử tí anh em nhá. Đây là mình đang ở trong bản test, thế cho nên là những nhân vật nó mới level cao như thế này. Đấy, và rất là nhiều vị tướng hiếm luôn, cho anh em xem qua luôn nhá. Nếu như anh em là fan của Jujutsu Kaisen thì chắc là sẽ thông thạo các vị tướng ở đây thôi. Mây Mây Tử Thần này, Mahito. Wow. Ây à, ở trong này thì nó có nhiều kiểu chú thuật dị lắm anh em ạ. Đây này, Sukuna. Chắc là cái này là mùa sau rồi, mình mới xem được có mỗi mùa 1 thôi. Thành ra là giao diện mùa sau trông có vẻ là ngầu lòi hơn rất là nhiều anh em nhá. Mùa 1 thì nó cũng chỉ đơn giản á. Kenjaku, thanh niên này mới này. Mùa 1 thì mình chưa thấy nó xuất hiện. Toji đặc vụ này. Ê à, thanh niên trông ngầu nhỉ. Cầm cá cái các kiểu con là điểu luôn. Tướng ở đây thì nó chia ra làm 5 đội anh em nhá. Đây này, sức mạnh kiểm soát tốc độ sáng tạo hủy diệt. Sức mạnh kiểm soát tốc độ sáng tạo và hủy diệt anh em nhé. Sức mạnh thì khắc chế tốc độ này. Tốc độ thì lại khắc chế kiểm soát này. Kiểm soát lại khắc chế về sức mạnh. À còn hai cái này thì khắc chế lẫn nhau. Ok lá. Đội hình ra trận của mình thì có 50 tướng có thể ra trận chính này. Nếu như hẹo một em thì có thêm một em dự bị. Cộng thêm có thể ra trận là cái chú cụ. Và thêm một cái thức thần. À ghép luôn. Giống như kiểu là con linh thú anh em nhỉ. Đây, bắt đầu chiến đấu luôn nhé. Cho anh em dễ hình dung này. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 vị tướng của mình nha. Mình thấy Gojo Satoru này cực kỳ là mạnh trong tựa game này luôn. Còn đây là cái chú cụ và đây là thức thần của mình. Đấy, Gojo. Bùm. Ui. Chính ra skill hiệu ứng các kiểu trông cũng khá là ổn áp anh em ạ. Được nhỉ. Đây là cái thuộc tính tướng này. Có bộ trang bị này. Đeo nhanh phát. Ở dưới này là mình thấy có đeo được hai cái nhẫn. Và mỗi một loại nhẫn thì nó đều có những cái hiệu ứng khác nhau, cũng như là những cái cộng điểm chỉ số khác nhau anh em nhé. Tùy mỗi vị tướng chơi kiểu gì thì chúng ta sẽ đeo nhẫn phù hợp. Cái này chắc là phải trải nghiệm thêm thì mình mới có thể biết được cái vị tướng của mình nó cần những chỉ số gì cho phù hợp nha. Ở đây thì mình cũng có những cái sự kiện kiểu là mốc 7 ngày thì follow thôi những cái nhiệm vụ đây thì mình sẽ nhận được phần thưởng. Còn online 8 ngày à? 8 ngày thì ngày 2. Ô, ngày 2 mình nhận được Megumi này. Ngày 3 này, vé chiêu mộ đúng không? Ngày 4 thì nhận được cái gì đây nhỉ? Dương bộ dũng cảm à? Và ngày 8. À, mình được chọn một trong các thưởng sau. Jiro này, Gaku, Kanji, Nita Arata. Và ba cái vị tướng này thì thuộc ba nhóm khác nhau luôn anh em nhé. À, dành cho những anh em nào chưa biết cách nhập code ạ, thì ở trong phần avatar nhân vật này. Đấy, nó có ngay phần hộp quà gift code này này. Ấn vào và nhập thôi. Anh em lưu ý nhá, để mai mốt nó ra game phát là biết chỗ nhập code luôn, vào múc luôn anh em ạ. Mình thấy có quay 1000 lượt này anh em ơi. Hay. Ngon anh em ạ. Cái này hợp lý này, bởi vì là như anh em nào mà cày cuốc ạ thì sẽ rất cần cái tính năng này, do là chúng ta sẽ có thể sở hữu được thêm những cái vị tướng mà chúng ta có thể chọn được. Ví dụ như lên level 14 đúng không? Thì mình sẽ được chọn một trong ba vị tướng này. Đấy là trong trường hợp mình quay ra nha. Còn tùy nhân phẩm của anh em có thể là quay ra ba vị tướng khác. Thì ra ba vị tướng anh em thích vị tướng nào có thể là chọn vị tướng đó. Để mình xem là ví dụ như mình chọn thằng này chẳng hạn. Ok chưa? Là sẽ nhận được thằng tướng màu cam đấy, cộng thêm cả một lô block nữa. Đều là X10 nha. Bây giờ cấp đã level 18 thì mình cũng có thể là quay được này. Quay 10 lần luôn. Rồi luôn ạ. Quay lại. Tiếp tục quay 10 lượt. Đấy, anh em thấy chưa? Nếu như anh em hên quay 10 lượt thì khi ra hai vị tướng cảm lên đấy. Rồi Gojo này. Đấy, ví dụ như mình ra vị tướng hiếm luôn. Ồ vãi. Thế chả tội gì mà không chọn vị tướng hiếm này cả. Đấy, anh em thấy chưa?
Đây, nhân phẩm của anh em sẽ được thể hiện ở trong cái phần này nhá. Để mình xem tỷ lệ ra tướng hiếm như thế nào. Megumi có này. Tiếp tục. Ôi, lại tướng hiếm này. Cái tỷ lệ ra tướng hiếm ở trong này mình thấy khá là ok nhá. Hay là đây là bản test thì mình không biết, nhưng mà mình thấy tỷ lệ xuất hiện tướng hiếm là có nha. Phần thử thách. Thử thách thì chúng ta có thể thu thập được tài nguyên anh em ạ. Nếu như cần tài nguyên để nâng cấp tướng ấy, thì có thể vào đây. Đây là cái gì đây? Vàng XP này, mảnh này, bảo vệ này, nhẫn này. Ok. Thử thách vực sâu có nhiều XP và vàng. Wow, đấy. Trong cái phần thử thách này là chúng ta có rất là nhiều những cái phó bản nha anh em. Dùng để kiếm tài nguyên là hợp lý luôn. Rồi, chắc bây giờ anh em sẽ thắng cái phần tỷ lệ chiêu mộ ở đây. Chắc chắn là sẽ ra được tướng 5 sao anh em nhé. Và nếu như cứ tích lũy đủ 1.000 điểm thì sẽ có thể là mở thêm được một lần chiêu mộ ra tướng 5 sao nữa. Ok. Rồi, phát đầu tiên này. Có Kasumi này. Có tướng hiếm không ta? Thứ hai. U là trời. Rồi. Một vị tướng. Ây, nhưng mà mình thấy chưa lần nào là xuất hiện được hai vị tướng 5 sao cùng lúc nha. Em này thì mình ra hơi nhiều đấy, nhưng mà tướng hiếm thì mình chưa thấy. Tiếp theo đây. Ui giời, đây này, tướng hiếm này anh em này. Ồ, tức là tướng hiếm thì mình cũng hoàn toàn có thể chiêu mộ được ở trong này nhá. Chúng tôi tỷ lệ tất nhiên nó sẽ thấp hơn so với những cái vị tướng 5 sao thường khác thôi. Rồi. Wow, Todo luôn anh em ạ. Một vị tướng không vật lý và thuộc phe sức mạnh anh em nhá. Ôi, hai vị tướng 5 sao luôn này. Trong đấy có một vị tướng hiếm luôn anh em ạ. Ai xì bà, được đấy nhờ. Rồi. Uầy, vai cả trưởng anh em ơi. Có Gojo và có cả Hachinoki nữa. Tức là hai vị tướng cam luôn anh em nhá. Tiếp tục này, uầy, tướng hiếm này anh em này. Tích cực quay tay thì vận may sẽ tới thôi. Camo. Thêm 10 lần nữa. Ui là trời. Rồi, mình thử xả tạm 200 vé thôi. Thực ra tích điểm này thì chúng ta cần phải tiêu 150 điểm Ruby trở lên nhá. Thì chúng ta bắt đầu mới có thể là mở được cơ. Nếu như anh em nào đua tốt thì nên đầu tư cái Ruby đi sớm nha. Đấu trường xem nào. Đấu trường thì đánh bảng xếp hạng như bình thường thôi. Cơ chế đánh bảng xếp hạng đây là tích điểm à? Đúng rồi, tích điểm này anh em này. Ok, đánh thử phát xem nào. Start. Rồi, bên này có 3 vị tướng, cái này chỉ một chiêu của bên mình thôi là nằm xuống ngay này. Mày này. Ngon không anh em? Đội hình bên mình là toàn tướng hiếm mà, siêu hiếm mà. Siêu cấp VIP Pro luôn anh em. Ngoài ra trong phần đấu trường là còn có giải vô địch. Tức là gì đây? Giải vô địch gồm vòng tuyển chọn và đấu top 32. Tức là nếu như anh em qua được vòng tuyển chọn đấy, thì có thể là vào trong top 32 và tiếp tục vào đấu xếp hạng. Phần thưởng ở đây thì nó rất là ngon nha anh em. Nhìn chung mình thấy ăn game này có lối chơi khá là quen thuộc, thì mình nghĩ là anh em có thể dễ dàng tiếp cận được. Và cái thứ hai nữa là đồ họa cũng như là hiệu ứng skill con game này là mình đánh giá cao nha anh em. Thế nếu như anh em là fan của Jujutsu Kaisen hoặc là muốn trải nghiệm một tựa game mới đồ họa ngon lành cành đào thì có thể chơi thử con game này nhá. Link tải game mình để dưới phần mô tả nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Lời Nguyền Quỷ Dữ này nha.